Xin chân trọng cảm ơn. Xin mời trọng tài Nguyễn Thanh Sư lên điều khiển trận đấu. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu lão đô Phiếu Tình và lão đô Vũ Văn Ly, đơn vị Quốc Mai. Xin mời hai lão đô nghe trọng tài chính xe này. Hai lão đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Trận đấu tiếp tục. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Phạm Hưng, chủ nhiệm câu lạc bộ Vật Cát Quế, phó ban tổ chức giải lên tặng quà dành cho hai lão đô. Đề nghị quý khán giả nổ một tràng pháo tay thật lớn. Vâng, xin trọng cảm ơn hai lão đô. Ông lão số 30.